Trần Quyết Chiến thua ngược đáng tiếc, Phương Vinh cùng Thanh Lực vào tứ kết thuyết phục. Trần Quyết Chiến dù dẫn trước với cách biệt khá lớn, nhưng đã thua ngược đáng tiếc trước đối thủ nhiều duyên nợ ở vòng 16 giải Carom 3 băng liên đoàn Bia Snooker thành phố Hồ Chí Minh, HBFF, tranh siêu cúp Phúc Thịnh Tapper 2024. Ở vòng 16, đấu loại trực tiếp, chạm 40 điểm, không đồng lượt cơ, diễn ra vào chiều ngày 2 tháng 10, Trần Quyết Chiến chạm trán với Nguyễn Trần Thanh Tự. Đây là màn chạm trán đầy duyên nợ, khi Quyết Chiến và Thanh Tự đã rất nhiều lần gặp nhau tại các giải đấu quốc nội. Quyết Chiến nằm trong top đầu thế giới và được đánh giá là cơ thủ số 1 Việt Nam. Nhưng khi gặp Thanh Tự thì cuộc đối đầu này là cân tài cân sức. Thanh Tự từng nhiều lần đánh bại Trần Quyết Chiến. Trần Quyết Chiến thua ngược tiếc nuối ở vòng 16 và không thể bảo vệ chức vô địch của giải đấu này. Nguyễn Trần Thanh Tự được xem là khắc tinh của Quyết Chiến ở các giải đấu quốc nội. Trong lần chạm trán này, Trần Quyết Chiến đang có phong độ khá cao và kiểm soát hoàn toàn thế trận trong nửa đầu trận đấu. Sau 3 lượt cơ, cơ thủ sinh năm 1984 dẫn 9-3 trước Thanh Tự. Khi lượt cơ thứ 5 khép lại, cơ thủ số 1 Việt Nam đã dẫn 15-6, trong đó có 2 series 5 điểm. Quyết Chiến tiếp tục gia tăng cách biệt lên thành 13 điểm. Khi dẫn Thanh Tự 19-6 sau lượt cơ thứ 7. Đến lượt cơ thứ 8, tay cơ từng 3 lần vô địch World Cup Bia Carom 3 băng đã có series 8 điểm, đưa trận đấu vào giờ nghỉ giải lao khi dẫn trước 27-12. Ở lượt cơ thứ 10, Trần Thanh Tự ghi được series 8 để áp sát Quyết Chiến, rút ngắn cách biệt xuống 26-30. Phía ngược lại, Trần Quyết Chiến có dấu hiệu bị chậm nhịp nhưng vẫn giữ chỉ số rất cao là 3,00 điểm lượt cơ. Đến lượt cơ thứ 12, cách biệt chỉ còn 3 điểm, Quyết Chiến dẫn Thanh Tự 32-29. Trận đấu trở nên căng thẳng hơn ở những điểm số cuối. Sau 15 lượt cơ, điểm số đã được cân bằng 36-36. Thanh Tự ghi series 4 ở lượt cơ thứ 16 và giành chiến thắng chung cuộc 40-36 trước Trần Quyết Chiến, qua đó giành vé góp mặt tại vòng tứ kết. Sau danh hiệu Á quân Thế giới 2024, Thanh Lực vẫn tiếp tục thể hiện phong độ cao ở trận đấu cùng giờ. Trần Thanh Lực tiếp tục thể hiện phong độ thuyết phục để thắng cách biệt 40-17 trước Đỗ Nguyễn Trung Hậu sau 15 lượt cơ. Đương kim Á quân World Championship 2024 lấy vé vào tứ kết. Trong khi đó, Bao Phương Vinh và Trần Đức Minh cũng có mặt ở vòng đấu dành cho 8 tay cơ mạnh nhất giải, khi cùng giành chiến thắng tại vòng 16. Vòng tứ kết giải Bia Carom 3 băng HBFF tranh siêu cúp Phúc Thịnh Tapper 2024 sẽ tranh tài từ sáng 3. 10 vòng bán kết và trận chung kết cũng sẽ diễn ra trong chiều cùng ngày.